Hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn một món ăn rất hấp dẫn ở Việt Nam, một món ăn rất là đặc trưng của Việt Nam Không và nướng vậy không? chắc là trên thế giới thì chỉ có Việt Nam mới có. Mà ai đã từng sinh sống ở Việt Nam cũng như là người Việt Nam thì chắc chắn là không thể nào quên được cái món ăn này. Xin giới thiệu với quý vị các bạn, đây là món ăn rất hấp dẫn. Quay cận cảnh cho cả nhà xem nhé. Rồi, chắc hẳn là nhìn cái món ăn này thì mọi người đều biết đoán ra rồi đúng không? Đây chăng? À không phải. Đây là món bánh đa cua đặc sản ở Hải Phòng. Còn đây chính là món ăn mà tôi muốn giới thiệu với quý vị và các bạn trong ngày hôm nay. Đây gọi là trứng vịt lộn. Hiện tại thì gia đình đã hết gạo. Vì cái dịch Covid nên gia đình là hết gạo, không có gạo để ăn, chỉ còn trứng thôi. Cái trứng thì mấy hôm trước thì mua được chục quả trứng gà thì ăn hết rồi. Thế còn lại chục quả trứng vịt thì chưa ăn tới, thì hôm nay nó thành trứng vịt lộn các bạn ạ. Tôi thì lại phải ăn tạm vậy. Ba trứng mà chẳng thành trứng vịt lộn là ba. Trứng vịt mình mua về để lâu không ăn nó thành trứng vịt lộn. Nếu mà để một thời gian nữa thì có khi nó nở thành một đàn vịt. Mà tiếc là ở đây không có đất để nuôi, tôi phải ăn đâu. Trứng vịt lộn này em là có một ít gừng. Nếu mà có rau răm thì tốt. Vắt một ít chanh, quất, trong miền Nam gọi là quả tắc. Ở trong miền Nam ấy, thì người ta gọi là hột vịt lộn. Còn miền Bắc thì gọi là trứng vịt lộn. Trong miền Nam thì cái cách ăn rất là khác các bạn. Trong miền Nam ấy thì một quả trứng với còn nguyên như này thì họ lấy một cái chén nhỏ, rồi họ đặt lên trên cái chén đó như này. Ví dụ như đây là cái chén này. Đấy, đây là cái chén này. Đây là cái chén, ví dụ cái chén như này nhé. Vừa lòng cái chén này, ví dụ đây như này. Đấy, để nó thỏm cái quả trứng này vào. Sau đó thì dùng một cái thìa đập 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 như này. Đấy, để cho nó nát cái đầu này ra. Sau đó thì là khi nó nát cái đầu này ra rồi ấy, thì nó sẽ hở ra như này các bạn này. Đấy, rồi bắt đầu dùng cái thìa nhỏ nhỏ như này, rồi đào ăn dần. Đấy, rắc ít chanh quất vào, cho ít súp vào, rồi ăn dần. Trong miền Nam là người ta không ăn với rau răm, chỉ có miền Bắc ăn rau răm thôi. Ở trong miền Nam thì cũng có chỗ là ăn với gừng, có chỗ không. Nhưng mà tôi thấy thường là không ăn cái gì. Cái ăn này cái ăn này. Ăn gì khác nhau. Ăn gì khác nhau. Xin chào các bạn.